Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của Yato, đó là chiếc máy khoan, máy vặn vít Yato IT82782. Đây là bên ngoài hộp sản phẩm. Chiếc máy này sẽ dùng pin, pin là pin sạc, pin 18V. Bây giờ mình sẽ tiến hành một hộp sản phẩm. Đây là hộp của sản phẩm. Có tem chính hãng của Yato, tem chống hàng giả Yato. Hộp của sản phẩm thì được thiết kế bằng chất liệu nhựa cứng, rất là bền. Mình sẽ mở hộp ra. Đây là tất cả sản phẩm, xong có sách hướng dẫn sử dụng. Sách này có thể dùng cho các sản phẩm mà IT82780, 781, 782 và 783. Đây là toàn bộ sản phẩm của chúng ta. Đây là cục sạc pin, có các đèn báo. Đèn báo đang sạc, báo đã sạc đầy, màu xanh. Đèn báo lỗi. Cục sạc sẽ dùng điện 220V, 240V. Đây chính là chiếc máy của chúng ta, chiếc máy khoan, máy vặn vít. Ở phía dưới này sẽ là một quả pin. Như một số sản phẩm máy khoan, máy vặn vít mà tôi đã hướng dẫn sử dụng, mà tôi giới thiệu với các bạn trước đây, thì thường là đi kèm thêm một cục pin nữa, hoặc tổng cộng 2 cục pin. Nhưng mà riêng chiếc máy khoan này thì nó lại chỉ có một cục pin mà thôi. Tháo pin ra bằng cách là ấn vào cái nút trên này. Ấn và tút ra. Cục pin này sẽ có mã số là 82842. Nhìn khá là đẹp. Khi mà sạc pin thì chúng ta sẽ quay mặt này và chúng ta sẽ lắp vào cái khe đây. Mọi người nhìn kỹ tôi lắp pin. Và ấn mạnh là pin sẽ vào. Khi mà lấy pin ra thì mình ấn vào nút đọc và tút ra. Bây giờ tôi sẽ lắp pin vào và thử chiếc máy này. Đây sẽ là tốc độ số 1 và số 2 và chế độ. Nút ở đây sẽ là nút đảo chiều xoay của chiếc máy khoan này. Có 2 nấc. Mình ấn một nấc thì là chế độ khóa máy, mình không thể mở được nữa. Tôi ấn thêm một nấc là sẽ dùng được. Đảo chiều quay lại.
muốn lắp mũi khoan vào hay là muốn lắp đầu vít vào thì mình sẽ giữ vào đây, một tay giữ vào đây và một tay chúng ta sẽ mở ra. Đó. Mình thu lại thì mình đảo chiều quay lại. Mở ra. Mình sẽ thử lắp mũi khoan. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại trong video lần sau. Xin chào. Thank you.